Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho 6 xã ở huyện Yên Mô, Nho Quan, Kim Sơn và Hoa Lư. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và kết quả thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế ở các xã cũng như những kinh nghiệm, biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đây đều là những xã đặc thù thuộc vùng bãi ngang hoặc xã 135 của tỉnh. Khi triển khai thực hiện chương trình, các xã chỉ đạt từ 2 đến 6 tiêu chí. Đến nay đã đảm bảo toàn bộ các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo nông thôn mới các địa phương này đều thay đổi rõ rệt. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, nhận thức và đời sống của người dân được nâng cao. Sau khi thảo luận, đưa ra các giải pháp để các xã tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, ban chỉ đạo đã biểu quyết bằng phiếu kín. Kết quả, 100% thành viên ban chỉ đạo nhất trí công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, xã Thanh Lạc, Cúc Phương, huyện Nho Quan, xã Xuân Chính, Cồn Thoi, huyện Kim Sơn và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 là xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian vừa qua để hoàn thiện các tiêu chí. Đồng chí yêu cầu các địa phương sớm rà soát và có giải pháp thanh toán hết nợ xây dựng cơ bản trong thời gian sớm nhất, phấn đấu không còn nợ khi đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời tiếp tục chỉnh trang, hoàn thiện một số công trình còn dở dang theo đúng cam kết. Quản lý tốt các công trình công cộng, phát huy công năng, hiệu quả, phục vụ đời sống nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, khuyến khích và tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Các địa phương phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng và hướng dẫn tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, đảm bảo thiết thực, tạo không khí thi đua, đoàn kết, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.